Hôm nay, mời các bạn cùng XTV đến với update. Mẹ cho Vi có hành động khiến fan Việt ấm lòng. Kasante làm lại khủng. Fan Chiwan đồng loạt chơi lớn. Mẹ cho Vi khiến fan Việt Nam ấm lòng với hành động này. Mẹ tuyển thủ cho Vi vừa trực tiếp gửi số tiền 10 triệu won, khoảng 185 triệu đồng, đến tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua. Thông tin được fanpage Cho Vi The Niang Niangi xác nhận, sau đó được mẹ của Cho Vi chia sẻ lại trên trang cá nhân. Trước đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai hơn 12.000 trang sao kê số tiền người dân cả nước ủng hộ quỹ và cộng đồng phát hiện có rất nhiều người đã chuyển khoản dưới danh nghĩa fan Cho Vi. Điều này nhanh chóng được chia sẻ tới Hàn Quốc và mẹ Cho Vi đã có động thái ủng hộ trên. Bà chia sẻ trên trang cá nhân: "Chào mọi người, biết rằng Việt Nam đang phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề do bão gây ra, nên tôi đã quyết định góp một phần nhỏ để giúp đỡ công tác khắc phục hậu quả. Tôi viết bài này để thông báo điều đó. Tôi mong mọi người luôn giữ vững tinh thần và hy vọng. Tôi cũng được biết các fan Việt Nam đã quyên góp bằng tên của Cho Vi. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Tôi xin gửi lời động viên đến tất cả mọi người ở vùng bị ảnh hưởng và các fan." Động thái bất ngờ này từ gia đình Cho Vi lập tức nhận được nhiều sự ủng hộ, kể cả những người không theo dõi liên minh hay eSports. Đã có nhiều lời cảm ơn được gửi tới Cho Vi và gia đình anh với nghĩa cử cao đẹp này. Qua đó, hình ảnh của tuyển thủ Chenji một lần nữa càng đẹp hơn trong mắt fan Việt. Sau việc này, nhiều khán giả cho biết sẽ ủng hộ Cho Vi và Chenji có được thành tích tốt nhất tại Chung kết Thế giới 2024. Kasante đón nhận được chỉnh sửa cực khủng ở 14.19. Theo tin mới nhất trên máy chủ BB, Kasante sẽ được sửa rất nhiều từ nội tại đến cả 4 kỹ năng trong bản tới. Dù không phải mode rework hay cập nhật tầm trung, nhưng cũng khiến nhiều người có phần chóng mặt với một Kasante mới. Từ khi được ra mắt, Kasante đã trở thành cái tên khiến đội ngũ cân bằng phải đau đầu. Dù không quá mạnh trong rank, nhưng tướng đường trên này thực sự là nỗi ám ảnh trong đấu trường chuyên nghiệp. Tiêu biểu nhất chính là meme của Showmaker về Kasante. Theo thống kê, đến nay, Kasante đã được sửa chỉ số 142 lần, cùng với đó là 2 lần điều chỉnh kỹ năng quy mô lớn. Nhưng dường như tất cả đều chưa có tác dụng khi anh da đen vẫn đang rất khó chịu với khả năng đỡ đòn cực mạnh và tạo nhiều đột biến. Đồng thời, khoảng cách kỹ năng giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và người chơi thông thường khi dùng Kasante là rất lớn. Do đó, Riot tiếp tục sửa Kasante ở 14.19 với hy vọng giúp hắn cân bằng hơn. Chỉ số cơ bản, tầm đánh từ 175 còn 150. Tốc đánh cơ bản và theo cấp tăng từ 0.625 lên 0.658. Nội tại, đòn đánh lên kẻ địch bị đánh dấu không còn tăng 25 tầm đánh, sát thương từ 5 đến 20 thành 20, không còn gây sát thương chuẩn và không còn tăng sát thương đánh dấu ở dạng khô máu. Dạng khô máu sẽ khiến nội tại, đòn đánh và kỹ năng gây thêm sát thương vật lý bằng 1% máu tối đa của địch cộng 1% mỗi 100 giáp kháng phép cộng thêm. Quy, hồi chiêu giảm nhẹ đầu trận từ 4 đến 1,75 giây, còn 3,5 đến 1,75 giây. Sát thương từ 30 đến 130 cộng 40% AD cộng 30% giáp kháng phép cộng thêm, thành 70 đến 190 cộng 35% giáp kháng phép cộng thêm. Độ rộng giảm từ 150 còn 100 đơn vị. Thời gian tung chiêu từ 0,45 đến 0,25 giây thành 0,45 đến 0,35 giây. Thời gian tung chiêu sẽ giảm theo giáp kháng phép thay vì máu. Dạng khô máu, không còn giảm thời gian tung chiêu. Mới, giờ sẽ có làm chậm giống dạng thường, giảm hồi chiêu tăng từ 25 lên 33%. W, thời gian vận sức tối thiểu từ 0,66 còn 0,4 giây. Thời gian choáng từ 1,25 thành 0,5 đến 1,5 giây tùy thời gian vận sức. Sát thương từ 20 đến 100 cộng 50% AD cộng 85% giáp kháng phép cộng thêm, giờ chỉ còn 40 đến 120. Sát thương phần trăm máu từ 6 đến 10% thành 8% cộng 2% mỗi 100 giáp kháng phép cộng thêm. Dạng khô máu mới gây thêm 10 đến 100% sát thương chuẩn tùy theo thời gian vận sức. Giảm sát thương tăng từ 60 lên 75%,
không còn gây khống chế. E. Hồi chiêu giảm 0,5 giây, còn 10 đến 8 giây. Tốc độ lướt giảm từ 900 còn 550. Tốc độ lướt lên đồng minh không còn cộng thêm tốc chạy. Dạng khô máu mới giảm 50% hồi chiêu, không còn lướt qua tường, không còn tăng tầm lướt. R. Gây sát thương vật lý. Sát thương giảm từ 70 đến 150 cộng 65% AP còn 80 đến 150. Sát thương cộng thêm khi trúng tướng từ 70 đến 150 cộng 65% AP thành 80 đến 150 cộng 5% máu cộng thêm. Thời gian hiệu lực giảm từ 20 còn 15 giây, không còn có thể chuyển về dạng thường khi tái kích hoạt, không còn tăng AD. Tốc đánh tăng mạnh từ 25 đến 45% lên 40 đến 80%. Hút máu toàn phần tăng từ 15 đến 25% lên 25%. Mới, khô máu sẽ cho 60% xuyên giáp cộng thêm cho đến khi hết hiệu lực. Fan T1 ủng hộ hơn 100 triệu để hỗ trợ đồng bào Việt Nam vượt bão Yagi. Những ngày qua, cộng đồng đều bàn tán rất nhiều về cơn bão số 3 Yagi. Nguyên nhân vì cơn bão đã gây ra các thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh thành phía Bắc, từ vật chất, tinh thần đến tính mạng người dân. Lúc này, cộng đồng Liên minh Việt đã có rất nhiều cái tên đứng lên giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng. Ví dụ, bình luận viên Hoàng Luân, MC Maidora, đội tuyển Viking Esports, Team Wales đều hưởng ứng phong trào hỗ trợ đồng bào vượt bão Yagi. Nhưng không chỉ các đội tuyển hay KOL làng game, đến chính cộng đồng game thủ cũng hô hào nhau hưởng ứng phong trào ý nghĩa này. Đặc biệt, cộng đồng fan T1 đã quyên góp được số tiền khổng lồ. Theo thống kê, chỉ riêng cộng đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt dưới danh nghĩa fan Faker đã cán mốc 17 triệu đồng. Nếu tính cả cộng đồng fan T1, con số này rơi vào khoảng 70 triệu đồng. Được thống kê dựa trên sao kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9. Trong đó, những cái tên ủng hộ nhiều nhất là T1 Việt Nam Fans 17,6 triệu đồng và T1 Ryu Carrier Minsuk 12 triệu đồng. Ngoài những cái tên này, cũng có một fanpage khác là T1 LOL Việt Nam Fans thông báo đã ủng hộ 37 triệu. Tuy nhiên, biên lai chuyển khoản vào chiều 11 tháng 9 nên chưa xuất hiện trong sao kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Nếu tính tổng cộng, cộng đồng fan T1 Việt Nam đã ủng hộ gần 110 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bão lụt. Đây được coi là hành động vô cùng ý nghĩa và được ca ngợi rất nhiều. Ego Gaming đáp trả về vụ kiện của Scout tố phía tuyển thủ gian dối. Những ngày qua, thông tin Scout có thể sẽ không cùng Li Ning sang châu Âu dự chung kết thế giới khiến cộng đồng hoang mang. Tuyển thủ đứng giữa này đang dính vào một vụ kiện với đội cũ Ego Gaming và không được phép rời Trung Quốc khi chưa giải quyết xong. Tin này khiến nhiều người bất ngờ, đến chính đội chủ quản của Scout là Li Ning cũng không thể giải quyết kịp thời. Đội thông báo đang đàm phán với Ego Gaming cũng như tìm các phương án khác như mượn người thay thế. Trong khi dân tình vẫn đang tranh cãi tình đúng sai của sự việc, thì phía Edward đã lên tiếng. Cụ thể, quản lý của Edward Gaming lên tiếng tố phía Scout và người đại diện cố tình giấu việc bị cấm xuất cảnh. Theo đó, Edward Gaming đã thông báo cho công ty đại diện của Scout ngay khi LPL mùa hè kết thúc, nhưng phải đến khi vòng loại khu vực khép lại, phía tuyển thủ mới báo cho đội chủ quản. Được biết, Riot đã liên hệ với Edward Gaming, nhưng đội này cho biết sẽ không hòa giải mà sẽ chờ phán quyết của tòa. Hiện vụ kiện giữa Edward Gaming và Scout đang rất căng. Phía Edward yêu cầu tòa án ra phán quyết, buộc phía Scout phải đền bù một số tiền vô cùng lớn để kết thúc vụ kiện ồn ào. Với tình hình hiện tại, khả năng Scout không được đi chung kết thế giới là rất cao. Hiện Li Ning đã có động thái mượn tuyển thủ từ các đội khác, trong đó Yagao của JD là cái tên mới nhất được nhắc tới. Cộng đồng vẫn tiếp tục chờ thêm diễn biến vụ việc khi chung kết thế giới đã rất gần. Tuyển thủ đấu trường chân lý nổi tiếng bị cấm hết mùa 12 vì xúc phạm đối thủ. Mới đây, một thông báo chính thức của Riot về việc xử phạt tuyển thủ nổi tiếng bộ môn đấu trường chân lý Setsuko đã lộ ra. Anh bị Riot cấm tham dự tất cả các sự kiện chính thức của đấu trường chân lý đến hết mùa 12, còn khoảng 2 tháng nữa. Được biết, Riot ra lệnh cấm này vì Setsuko đã có hành vi toxic và xúc phạm với cộng đồng người Brazil ở Tactician Cup 1, chia sẻ email riêng của Riot lên mạng xã hội ngay sau đó để phàn nàn.
Vậy nên, Riot đã quyết định xử phạt nhà cựu vô địch này 2 tháng như một động thái cảnh cáo. Setsuko là streamer rất nổi tiếng trong cộng đồng cầu thủ đấu trên chân lý, không riêng khu vực Bắc Mỹ mà còn trên toàn thế giới, khi thường xuyên leo top thách đấu mỗi mùa và chia sẻ nhiều mẹo, đội hình hiệu quả. Anh cũng là tuyển thủ đấu trên chân lý có số má khi thường xuyên đạt thứ hạng tốt ở các giải đấu hàng đầu của bộ môn này. Lệnh cấm với Setsuko sẽ được dỡ bỏ vào khoảng tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, án phạt có thể được gia hạn nếu Setsuko tiếp tục vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử nào trong thời gian livestream sắp tới. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!